Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Kiệt nhận được một chiếc xe khá là tuyệt vời, rất là đẹp, và mình cũng ao ước có một cái sự trải nghiệm với chiếc xe này rất là lâu rồi. Đó chính là chiếc xe Ford Raptor F150 ở bản Platinum. Xe này đời 2015 nhưng mà nó quá là xịn luôn mọi người. Trên chiếc xe này ấy, khi ngồi trên này ấy, mình trải nghiệm được rất là nhiều thứ mà đó mình chưa biết luôn mọi người. Đó là cái phần nội thất xe nè, cái phần tính năng công nghệ nè, đó rồi cái phần nói chung tất cả mọi thứ luôn. Mọi người có thể hình dung được là những chiếc xe đời mới của mình hiện tại, ví dụ như Everest nè, Raptor nè, hoặc là Ranger sắp sửa ra luôn đó, thì cái ngôn ngữ thiết kế của nó hoàn toàn là nó giống trên chiếc xe này luôn mọi người. Đó, chút xíu em sẽ chỉ cho mọi người nó giống cái chỗ nào ha. Mà chiếc xe này quá là đặc biệt, mà nó từ đời 2015 mọi người, có tương tự nổi không? Bây giờ 2022 rồi, mọi người có thể biết mình có thể trải nghiệm trên những chiếc xe đời mới đó. Đó, trên này là ngôn ngữ nó thiết kế từ năm 2015 rồi. Đó, thì hôm nay em nhận chiếc xe này là mình xử lý cái màn hình, đó là cái màn hình chiếc xe này là nó còn thời sinh 2 cũ mọi người, bây giờ nâng cấp lên màn hình sinh 3 mới luôn. Sau đó mình việt hóa, mình chạy phần mềm cho nó ok chiếc xe này ha. Cái thứ hai nữa là em làm cái gập gương và lên kính tự động cho chiếc xe này, bản chiếc xe này có. Mình mở phần mềm lên đó, thì có một cái sự trải nghiệm với chiếc xe này đó, mời mọi người cùng theo em để mình tham khảo chiếc xe này. Ok, đầu tiên đó là về chiếc xe này, chia sẻ với mọi người là chiếc xe này nó giống như cái nhà vậy đó, nó rất là rộng luôn, cực kỳ rộng. Chiều dài thân xe nó thì rất là dài luôn mọi người, dài lắm. Nói chung mình không thể tưởng tượng nổi, nó là khủng long bạo chúa bên Mỹ mà, quá đặc biệt và quá là tuyệt vời luôn đó. Thì cái chiếc xe này á, nếu mà mình được ngồi trên xe này mình cảm giác nó sướng. Nói chung là em ngồi lên đây là bây giờ diễn tả bằng lời thì nó khó lắm mọi người. Mình ngồi ở sau nó sướng, mình ngồi trước nó cũng sướng. Ở ghế trước thì full tất cả các chức năng, massage rồi chỉnh điều hướng mọi thứ, rồi nhớ ghế, đúng không? Còn cái ngôn ngữ thiết kế ở trên cái vô lăng là mọi người thấy không? Nó rất là giống như chiếc xe mà đời mới của mình, cái phiên bản Next Gen mới sắp ra cho cái dòng Ford thì nó giống nè. Nó giống phần này. Đó, giống cái phần này. Nó giống luôn cả cái phần tay hõm cây, cái hõm tay này nè mọi người. Mọi người nhìn để chiếc xe đời mới, nếu mà anh em nào đã trải nghiệm và mình có tham khảo qua chiếc xe thì cái hõm tay mở cửa mà của đời mới là nó lấy thiết kế của cái xe đời này luôn rồi. Đó là mọi người có thể thấy là những tinh túy mà của dòng xe đời mới là ngôn ngữ thiết kế là bắt nguồn từ đây hết. Đó, chiếc xe này rất là tuyệt vời. Có cam 360. Đó, tích hợp cho giống như những xe đời mới bây giờ luôn. Hệ thống sửa ghế rồi massage khá là tuyệt vời mọi người ha. Rất là đẹp luôn. Còn cái hệ thống màn hình nè, màn hình LED nè, full là thể thao nè, rất là đẹp luôn. Còn hệ thống ngồi khoang sau thì cực kỳ rộng mọi người, rất là rộng luôn, ở sau rộng dữ lắm. Nhưng mà nó có một điều là nó cũng vẫn giống như những xe đời kia, là mình phải làm ghế điện thôi, chứ phía sau mình cái lưng nó giống gì cũng không ngã được nhiều. Có cơ hội em quay sơ cho mọi người coi ha, mọi người có thể trải nghiệm trên chiếc xe này rất là nhiều đặc biệt. Đèn cũng đẹp nè, đó, chiếc nguyên cả chiếc xe nó cũng đẹp nè. Đó, rồi bánh xe đẹp, rồi hệ thống chiếu sáng, rồi gương đẹp mọi người. Đây, em cho mọi người coi thử cái gương này nha. Mình để cái gương nha. Đó, cái gương này nè. Em bấm cúm cho dễ nhìn nè. Rồi, nhìn cái gương nha. Ok. Bấm cái gương nè. Ra nè. Đó. Vô nè. Đó, khá là tuyệt ha. Xịn lắm. Ok. Bán tải nha mọi người, full option. Bán tải nhưng mà full option. Mà cái ngôn ngữ thiết kế từ đời 2015 rồi đó, mà người ta làm được những chuyện này rồi, quá tuyệt vời. Công nghệ rất là nhiều trên chiếc xe này luôn. Ngồi được trên chiếc xe này mình mới có những sự trải nghiệm nó mới và nó độc vậy. Rất là xịn. Xin chào anh có cảm nhận gì khi mà ngồi trên một chiếc xe phiên bản giống như thế này? Mình cũng danh làm xe không chứ đâu phải là khách đâu. Ngồi nó đứng lắm anh em ơi. Đó, giống như cái ghế này á, là mình phải làm một cái thanh trượt ở bên dưới á, để mình trượt ra trượt vô cho nó ngồi thoải mái hơn. Chứ cái ghế này thì hơi đứng, mình đi xa nó hơi bị mệt mỏi nha. Vô ra để cho nó ngã lưng đúng không? Đúng rồi, cho nó ngã lưng cho nó thoải mái. Còn về ghế này thì ngồi quá rộng rãi rồi, thoải mái rồi. Cái bán tải của mình là Ranger đó,
to lên ngồi thì nó Range Rover nó to, mọi người ngồi ấy, thì nó cái khoang chân mình để nó chút xíu à, mà chiếc xe nó bự cho nên là cái phần này nó khá là rộng rãi, nó rất là bự luôn mọi người. Cho nên là cái trải nghiệm chiếc xe này em thấy nó tuyệt vời quá, mình chỉ cần làm một số thứ nữa thôi là nó sẽ hoàn hảo hơn ha. Ok rồi, mọi người có thể tham khảo qua clip này nha, có gì hay thì comment hoặc bình luận cho mình nha. Em sẽ tìm những chiếc xe đẹp, có những chiếc xe nào mà độ đẹp em sẽ quay cho mọi người coi. Nhớ đăng ký kênh và cho em một like nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bây giờ em vô việc đây, em mở tính năng cho chiếc xe này. Bye bye.